Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Hai số điện thoại em để hai góc dưới màn hình, các bác xem tham khảo và đặt mua hàng giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái dao gấp các bác này. Một con dao gấp, chiều dài của dao thì nó vào khoảng là đi đây, chiều dài tổng thể của dao là 14 sen nhá, rất là dài luôn. Phần lưỡi thì nó đã là 5 sen rồi. Đó, và con này thì có chức năng là móc khóa này. Đấy, móc khóa rồi các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả này, đa chức năng được luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao gấp nhá. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Đó. Không, các bác lên cho em là dao gấp thép nhá, dao gấp thép như này. Giá của nó sẽ là 25k. Lên cho em là dao gấp thép, giá sẽ là 25k các bác nhá. 25k cho một con dao gấp như này. 25.000 các bác nhá. Lên cho em là dao gấp thép 25k. Con này thì siêu đẹp luôn các bạn, siêu đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con dao gấp cán nhựa này, dao gấp cán nhựa. Con này thì giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k. 20k cho con dao gấp cán nhựa như này nhá. Dao gấp cán nhựa giá sẽ là 20.000. Đây, 20.000, hàng của Nhật này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác một con dao gấp đa năng luôn. Đó, nó sẽ rất là nhiều này, có dao này, có khui bia, có cưa, có đầy đủ các chức năng luôn, có mở sâm banh, có kéo này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là có cả tô vít luôn nhá. Có cả tô vít luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gấp đa năng nhá, dao gấp đa năng. Chất liệu của nó bằng thép không gỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn. Con này thì dùng được rất là nhiều việc nhá. Dùng được rất là nhiều việc luôn. Đó, khui bia rồi tô vít rồi kéo rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó. Lên cho em là dao gấp đa năng nhá. Dao của nó cũng rất là bén luôn. Dao gấp đa năng. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con dao gấp đa năng như này. Lên cho em là dao gấp đa năng, giá sẽ là 50.000 các bác nhá. 50.000. Đấy, đây là một số cái mẫu dao 4-5 cái mẫu dao nhỏ bên em nhá. Đấy, các cái mẫu dao nhỏ bên em. Đấy, các bác có thể xem tham khảo và đặt mua nhá, xem tham khảo và đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nến nhá, nến. Thì đầu tiên các bác lên cho em là nến cốc này. Lên cho em là nến cốc nhá, giá sẽ là 40k một cái và 75.000 cho một đôi. Đấy, 75.000 cho một đôi như này. Cái này thì nó đã bao gồm pin rồi, có sẵn pin ở đây nhé, có công tắc này. Khi nào các bác dùng là lễ Tết rồi cúng dỗ thì các bác bật lên cho em. Đấy, lúc nào cần, đấy, tuần rằm mùng 1 các bác cần thắp hương lễ bái thì các bác bật lên cho em. Sau đó thì các bác lại tắt đi, đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nến cây nhá. Nến cây thì nó sẽ có màu trắng và màu đỏ như này. Chiều dài của cái nến cốc này thì chiều dài của nến cốc này thì nó sẽ là vào đi 15 nhá, 15. Đấy, chiều cao là 15 và chiều rộng là 5. Đấy, chiều cao là 15, chiều rộng là 5 và giá thì sẽ là 40.000 cái và 75.000 đôi. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái nến cây này. Cái nến cây này thì chiều dài của nó, chiều cao của nó sẽ là 25 và chiều rộng của nó thì nó chỉ vào khoảng 2 cm rưỡi thôi. Cái phần đế này của nó thì sẽ là 5 cm. Đó, chất liệu của nó thì bằng nhựa nhá. Bằng nhựa nguyên sinh rất là đẹp luôn. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình dùng trong ngày lễ ngày Tết rất là đẹp này. Các bác có thể thò cái ngón tay vào đây để mình tắt đi bật lên này. Đó, tắt đi bật lên. Và con này của nó thì có thể rút cái chân này ra được này. Bên em gửi thì cái chân nó sẽ rời. Và các bác có thể đẩy cái này lên để lắp pin nhá. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ loại nhỏ nhá. Cái này thì bên em bán nó sẽ là không kèm pin nhá. Không kèm pin. Về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Đấy, rất là đơn giản thôi. Khi bên em gửi cho các bác là sẽ là một cái chân như này. Đấy, và các bác lắp vào ráp cho em này. Cái này để trên ban thờ thì cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Màu ánh sáng đỏ vàng, cực kỳ là ấm cúng, sang xịn mịn luôn nhá. Lên cho em là nến cây nhá, 35.000 một cây và 60.000 một đôi. 60.000 cho một đôi. Có màu đỏ và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy nhá. Có màu đỏ và màu trắng. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thớt inox nhá, 70k một chiếc này. Thớt inox. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thớt chất liệu bằng inox 304 nhá. Inox 304 như này, sáng bóng đẹp này. Đấy, chiều rộng của nó sẽ là 33 và chiều dài là 33, chiều rộng của nó sẽ là 23. Đấy, 33 23 nhá. Chiều dài của nó là 33 này và chiều rộng là 23 các nhá. 23. Đó. Hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, có quai đeo như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình làm chặt gà, chặt vịt, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đồ ăn sống, đồ ăn chín đều sử dụng được hết, đa di năng luôn. Ok hết cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác có thể sử dụng. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k cho cái thớt inox như này nhá. Lên cho em là thớt inox 70.000 này.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp thuốc lá nhá, hộp thuốc lá giá sẽ là 40.000. Đây nó sẽ là một cái con hộp mà các bác có thể là sử dụng khi mà mình đấy, cái này thì bên em bán là không có pin nhá. Đấy, không có pin này. Đấy, không pin nhá, về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em, cái này là không có pin này. Đấy, bán không kèm pin đâu. Tiếp theo thì nó sẽ là cái hộp đựng thuốc lá, cái này thì sẽ là 80.000 nhá. Đấy, các bác có thể là bỏ cả bao thuốc lá vào đây. Đấy, bỏ cả bao thuốc lá vào đây này, hoặc là các bác có thể là bỏ điếu rời cũng được nhá. Và cái này thì nó sẽ có kèm bật lửa luôn, các bác chỉ cần lấy tay kéo đây này cho em này. Đấy, giữ lì là cái bật lửa này sẽ lên này. Đấy, lửa lên đỏ hồng này, bỏ ra nó sẽ tự tắt này. Còn các bác cứ kéo tay này giữ lì là nó sẽ lên này. Đấy. Ưu điểm của con này là đựng thuốc lá mà có kèm bật lửa luôn. Đó, và có cáp sạc nhá. Đấy, nó chạy bằng điện, bật lửa điện. Thì các bác về các bác cắm sạc vào cho em, sạc cái đít đây. Lên cho em là hộp thuốc lá nhá. Hộp thuốc lá, giá của nó sẽ là 80.000 cái hộp thuốc lá như này. Giá của nó sẽ là 80k cho một hộp thuốc lá như này nhá, 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng tròn các bác này, bóng tròn. Con này thì giá của nó cũng là 80k. Lên cho em là bóng tròn nhá. Đấy, bóng tròn này. Bóng tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong quả bóng tròn như này. Hàng sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá, pin năng lượng mặt trời. Đó, các bác có thể dùng cáp sạc đây, có kèm cáp sạc luôn, có pin năng lượng mặt trời đây, nó đang báo sạc đây các bác này. Đấy, cứ có ánh sáng là nó sẽ sạc thôi. Rất là tiện nhá. Thì khi mà mất điện này hoặc là ngoài trời các bác có thể để ngoài trời được luôn. Đó, mưa nắng thoải mái nhá. Đó, cũng khá là sáng luôn các bác này. Lên cho em là bóng tròn. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 80 cành thôi. Pin năng lượng mặt trời rất tiện ích luôn. Lên cho em là bóng tròn, giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, con này nó sẽ là một cái cốc pha cà phê nhá, cốc pha cà phê. Đấy, lên cho em là cốc cốc tự khuấy nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy này bao nhiêu đấy? Lên cho em là cốc tự khuấy. Cốc tự khuấy này, giá sẽ là 90k nhá. 90k cái này là không có pin nhá, không pin. Về nhà các bác tự mua pin cho em, cốc tự khuấy không pin, giá sẽ là 90.000. Ở đây thì các bác về lắp cho em hai viên pin con thỏ lại nhỏ nhá. Hai pin con thỏ lại nhỏ đít này, này, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá, 90.000. Đó, lắp pin vào thì các bác cứ thế là sử dụng thôi. Buổi sáng các bác uống cà phê siếc thì các bác pha cà phê cho vào đây cho em. Bên trong thì bằng inox 304 này. Ở đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ tính như này nhá, hạt nam châm từ tính này. Các bác chỉ cần ấn này nó sẽ xoay này. Đó, thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy, ấn này nó sẽ xoay, cho nước vào nó ngoáy rất là nhạy luôn các bác nhá. Giá này sẽ là 90k, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90.000. Đấy, có sẵn pin về nhà các bác lắp cho em cái pin con thỏ vào là xong. Đó, nó cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá, không có pin nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000 cái đèn bắt muỗi đen như này. Có công tắc đóng ngắt này. Đó, có công tắc đóng ngắt như này. Đó, rất là tiện ích luôn. Các bác cắm trực tiếp cho em điện 220 nhá. Cắm điện 220 vào. Đấy, cái đèn này nó sẽ lên và nó sẽ thu hút con muỗi nó bay vào. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con đèn bắt muỗi này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên thì nó sẽ là một con các bác lên cho mã giúp cho em là đèn bão nhá, đèn bão. Giá của nó sẽ là lên cho em là đèn bão, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, đèn bão này. Đèn bão, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão như này. Con này thì các bác rút lên cho em này. Đấy, rút lên cho em. Đấy, có ánh sáng luôn nhá. Có ánh sáng luôn. Có tấm pin năng lượng mặt trời và có thêm cả quạt đây. Các bác chỉ cần bật công tắc lên là xong. Đây, có công tắc đây. Bật quạt lên. Các bác nghe tiếng gió kêu rất là mạnh luôn nhá. Đó. Gió rất là mạnh luôn. Các bác có thể vừa bật quạt này, vừa bật đèn được luôn. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, mưa gió bão bùng các bác dùng con này cho em rất là tiện luôn. Có pin năng lượng mặt trời và có cả dây cáp sạc đi kèm luôn. Và có cả cổng sạc ra cho điện thoại nữa. Lên cho em là đèn bão, giá sẽ là 100k tròn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn mang sông này. Hàng made in Japan này, hàng của Nhật nhá. Lên cho em là đèn mang sông. Cái đèn mang sông này bao nhiêu đấy? Đèn mang sông nhá. Lên cho em là đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 đèn mang sông. Con này thì có chiết áp này, to nhỏ ở đây nhá. Đèn của nó sẽ là 1 2 3 4 mặt như này. Đấy, đèn vùng quanh như này nhá. Đấy, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn, các bác có thể điều chỉnh này, sáng tối này. Con này của nó thì chất liệu bằng nhựa nhưng mà nó là hàng quân đội cho nên là nó rất là chất luôn. Nhựa rất chắc chắn nhá. Đấy, nhựa rất chắc chắn luôn. Hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, màu quân đội rất là đẹp này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông,
120.000 cho con đèn mang sông này, 120k nhá, 120.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá. Quạt tích điện này bao nhiêu đấy? Đây, quạt tích điện này 380.000 cho con quạt tích điện như này nhá. Lên cho em là quạt tích điện đúng không? 380k đó, 380k cho con quạt tích điện như này, 380.000. Có công tắc các bác này, có số 1 này. Đấy, số 1 này, số 2 này. Chạy cực kỳ tiếp luôn. Các bác nghe cái tiếng gió nó kêu đã thấy đã rồi nhá. Đấy. Có pin kèm cáp, kèm củ sạc luôn, pin kèm củ sạc. Đấy. Giá thì chỉ có 380.000 bên em bao ship tận nhà các bác dùng khi mà mất điện này. Đấy, hoặc nhà có trẻ nhỏ này. Đấy, các bác để cái số nhỏ này thì lim dim nó cũng phải được từ 5 đến 6 tiếng nhá. Đấy, còn số to thì có thể là từ 3 đến 4 tiếng. Đó, rất là ngon lành cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác cứ sạc đầy vào cho em là sử dụng thôi. Nhà các bác nào nhiều pin thì nó sẽ là dòng pin Li-ion 48V như này. Nhà các bác nhiều pin thì có thể thay tháo pin cho em nhá. Đấy, dùng 2 3 quả sơ cua hết thì lại thay quả khác vào. 380.000 nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đây nó sẽ là một cái máy thái rau như này. Hàng này của nó sẽ là có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 loại lưỡi tất cả đây. Đấy, combo cho các bác như này. Lưỡi nó ở đây hết rồi. Hỏi chị Giang cái máy thái rau là như thế gì đây nhỉ? Tất cả các cái loại lưỡi sẵn như này nhá. Đấy, lưỡi rồi đồ dùng sẵn như này. Cái này là để các bác sập vào mình hoa quả này. Đấy, đây, các loại lưỡi đi kèm như này. Dùng rất là tiện luôn. Đó, các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Đây, các bác chỉ cần nâng lên này thôi. Nó sẽ ra các kiểu dáng cho các bác luôn. Lên cho em là máy thái rau. Một bộ nạm 14 chi tiết này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi các bác ạ. Đây là được làm từ nhựa ABS, rất là dày dặn chứ không phải là cái hàng trôi nổi bằng dính ở ngoài chợ đâu ạ. Mà sử dụng cũng rất là dễ dàng nha mọi người nhá. Đấy, mỗi một lần là chúng mình dùng cái gì này, có thì chúng mình chỉ cần tháo này ra, đấy, xong rồi thay các đầu nạm này vào rất là dễ dàng. Mà có tận 14 chi tiết này, bao gồm này ba cái để mình có thể thái hạt lựu này, to nhỏ này, hai cái để mình thái khoai này, thái nhá. Rồi ôi, có cả tỉa hoa nữa này. Nếu mà mình thái bình thường ấy thì làm sao mà nó bằng dính với cả nó đẹp được như này ạ? Hai cái để mình có thể thái các cái sợi này, sợi to sợi nhỏ đều đủ cả. Một cái để mình có thể lấy lòng trứng này. Ở của nhà em thì cực kỳ tiện lợi nhá. Ở phía dưới này nó có cả một cái rổ như này nữa. Nếu như mình thái xong rồi mình muốn rửa trực tiếp ấy, mình chỉ cần đổ nước vào đây xong mình đổ đi thôi. Đấy, tiện lắm ạ. Giá sang trên TikTok chỉ có mấy chục nghìn thôi là còn phới ship đến tận nhà. Em để giỏ hàng có sáng màn hình nhá các bác nhá. Chưa bao giờ em nghĩ em có thể mua được một bộ nạm 14 chi tiết. Đó, 14 chi tiết các bác nhá. Đa di năng luôn. Các bác cứ lắp lưỡi các thứ vào đây. Đấy, nó sẽ có rổ đựng các bác này. Đấy, có rổ đựng đầy đủ tạo hình hoa các kiểu con đại biểu luôn. Đây, đó, cả mấy cái bộ khay như này. Rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100.000 cho cái máy thái rau như này. Đấy, đầy đủ combo cho các bác một cái bộ máy thái rau rất là nhiều chi tiết như này nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Lên cho em là máy thái rau. Giá sẽ là 100k nhá. Máy thái rau. 100k cho con máy thái rau như này. Đó. 100k các bác nhá. 100k, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo 19 nhá, chảo 19. Con này thì siêu dày luôn và đường kính của nó sẽ là 19cm. Cho nên là bên em lên cho nó là chảo 19 luôn. Lên cho em là chảo 19 nhá, chảo 19. Giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 35.000 thôi. 35.000 trong cái chảo 19 như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chảo 19 này. Chảo 19. Giá sẽ là 35k nhá, 35k. 35.000 cái chảo 19. Ở đây thì nó sẽ có chảo bên em gửi nó sẽ rời như này và kèm một cái quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp cái quai này vào, sau đó thì mình xoáy ốc vào cho em là xong. Đó, chảo 19. Con này thì dày lắm các bác. Các bác nghe tiếng kêu là đã thấy nó dày rồi. Chảo 19 siêu dày luôn. Giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Chảo 19 35.000. Tiếp theo thì sẽ là một số các cái mã này. Nho khô này. À, táo khô này. Táo khô giá sẽ là 70k nhé. 70k cho một bịch táo khô này. Lên cho em là táo khô này, 70.000 này. Đấy, táo khô của Nhật 70.000 một bịch này. Đó. Quả to đều đẹp, dùng để ngâm rượu này. Uống trực tiếp hoặc là ăn trực tiếp hoặc các bác có thể hãm nước uống nhá. 70k cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo là sâm, kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm Hàn Quốc. Đấy. Hàng made in Korea, kẹo sâm Hàn Quốc. Đây.
Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. 90 đúng không? 90k cho một cái gói kẹo sâm như này. 500g nhá, nửa cân. Nửa cân kẹo sâm Hàn Quốc Samsung. Đấy, made in Korea. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo nó sẽ là cái trà sâm Hàn Quốc nhá, cũng hàng made in Korea luôn. Cái này các bác có thể dùng ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hoặc hãm trà uống hoặc là ăn trực tiếp. Một bịch này của nó sẽ là 100 gói, một hộp 100 gói. Giá sẽ là 220.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 220.000 trà sâm của Hàn Quốc made in Korea. Đây các bác này, đó, rất ngon luôn. Đấy, các bác có thể dùng để ăn trực tiếp. Các bác nào bị mệt mỏi say tàu xe hoặc là ốm mệt dùng cái này cho em, hoặc là các bác bị đi viện về hoặc là sức khỏe giảm sút dùng cái này cho em. Hàng made in Korea các bác này, made in Korea 100% của Hàn Quốc, chiết xuất từ sâm của Hàn Quốc này. Đó. Giá sẽ là 220.000 nhá. 220k. Đấy, một hộp 100 gói luôn. 220.000 hộp 100 gói. Đây, hộp này của nó sẽ là 100 gói, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sâm Hàn Quốc. Tiếp theo thì là một con nạo các bác lên cho em là một con mài dao ba khe màu đỏ như này. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130.000, 130k. Mài dao ba khe đỏ, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con máy mài dao. Con này thì giá sẽ là 70 à? 80.000. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Con này cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Đấy, các bác lắp vào. Đó, bật điện lên. Đấy, nó hòn đá này nó sẽ chạy nhá. Cắm trực tiếp điện 220 luôn. Lên cho em là máy mài dao 80k thôi. 80.000 cho con máy mài dao như này. Đấy, mài dao mài kéo đều được hết nhá. Mài dao mài kéo đều được hết. Siêu sắc bén luôn. Máy mài dao 80.000. Tiếp theo nó sẽ là cái mẫu sạc bình ắc quy. Có hai mẫu, một mẫu là sạc được cả bình 12, 24 và một mẫu là sạc nguyên bình 12. Sạc nguyên bình 12 là 190k nhá, 190.000. Còn sạc bình cả 12 cả 24 là 290k. Đó. Con này nó sẽ là sạc được cả bình 12 cả bình 24. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nha, và xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó, xuất đi rất nhiều nước luôn. Có mẫu sạc bình 12 và sạc bình 12 24. Tức là nếu nhà bác nào nguyên bình 12 thì lấy cho em cái sạc 12 này thôi. Còn nếu có cả bình 12 cả bình 24 thì lấy hai mẫu, lấy cái mẫu cả sạc cả hai. Tiếp theo là cái phao nước nhá. Đấy, bây giờ thì các bác đừng dùng cái phao cơ truyền thống nữa, dùng cho em cái phao này cực kỳ tiện luôn. Đấy, có đầu lọc đầu liếc hẳn hoi và rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần xoáy vào, nước ngập một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Phao nước giá thì sẽ là 70.000. 70.000 trong cái phao nước này thôi. Đó. Lên theo là phao nước nhá. Giá sẽ là 70k. Đó, phao nước 70k cho cái phao nước như này. Đó. Tiếp theo là cái cục lọc nhá. Cục lọc nước giá là 50k thôi. 50.000 cái cục lọc nước như này. Các bác có thể lắp vào các cái đầu như là máy giặt này, bình nóng lạnh này. Đấy, các cái đầu vòi nước mà nhà các bác sợ là nó bị nhiễm bẩn đấy thì các bác lắp vào cho em. Và cái này thì các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy được. Đấy, nó sẽ là một cái cục lọc nước này. Lên cho em là cục lọc nước, giá chỉ có 50k thôi, 50.000. Tiếp theo là hai mẫu nhá. Một cái mẫu gắp bát đĩa này thì sẽ là 50.000. Cái mẫu nó gắp bát đĩa này thì bên em bán rất là nhiều rồi, 50.000. Còn cái gắp nóng này thì sẽ là 35.000 nhá. 35k cái gắp nóng như này. Con này các bác có thể dùng để gắp nóng này, rồi lật cá, lật chiên rán xào nấu đều được ok hết nhá. Đấy, đây các bác có thể rán cá mình đưa vào mình kẹp mình lật như này, hoặc là đồ chiên đồ rán rất là tiện. Đấy, nó bằng thép không gỉ nhá, thép không gỉ rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, vệ sinh môi trường. Giá sẽ là 35.000. Còn cái lắp gắp nóng này thì nó bốn món tất cả luôn. Đấy, lên cho em là gắp nóng bát đĩa 50k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái con hộp tăm nhá, hộp tăm. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Giá sẽ là 90.000 cái hộp tăm đồng như này. 90k cho một cái hộp tăm đồng như này, rất đẹp các bạn này. Đó, hộp tăm đồng rất đẹp luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho cái hộp tăm đồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái tô vít đa năng 8 trong 1 luôn. Đấy, nó rất là nhiều các cái đầu mũi vít như này. Giá là 80.000. 8 trong 1 luôn. Đấy. Các bác có thể dùng đầu nào thì dùng nhá. Dùng đầu nào thì mình lật lên này. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 8 đầu tô vít luôn. 4 3 khe và 4 lục giác. Rất là tiện. Đó. Thì các bác dùng cái nào các bác cứ lật ra cho em. To nhỏ lớn bé.
đều được hết nhá. Dùng để sửa chữa rất là ok. Tô vít đa năng 8 trong 1, giá là 80 cành. 80 cành thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu máy hút bụi này. Đấy. Đầu tiên thì con hút thổi bụi chạy bằng pin nhá. Con này chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Cáp sạc, cáp trước đầy đủ cho bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào cái đấy, thổi rất là mạnh luôn nhá. Có cả hút cả thổi luôn. Đấy. Con này thì sẽ là 170.000 nhá. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy, con này cả hút cả thổi luôn. 170k này. Đó. Tiếp theo là một con chạy bằng điện này. Chạy bằng điện thì con này giá của nó sẽ là đi $260.000. Con này thì chuyên dùng bằng điện thôi. Đấy. Con này thì cũng có cả hút cả thổi luôn. Cả hút cả thổi luôn. Đó, các bác cứ đảo chiều đi, một chiều của nó sẽ là thổi, một chiều là hút. Công suất của nó siêu mạnh luôn. Công suất của nó siêu mạnh luôn. Đấy, con này chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin. À quên, xin lỗi, chạy bằng điện. Cả hút cả thổi luôn. 260.000. 260.000 các bác con này nhá. Tiếp theo là một con hút thổi bụi con này là cái gì nhỉ? Hút thổi bụi đại nhá. À, con này chỉ chuyên hút thôi, con này không thổi được. Con này chuyên hút thôi đúng không? Các bạn này lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. 450.000. Con này thì nó sẽ là dòng cắm điện và hàng loại to. Hàng loại to các bác nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng khủng rồi. 450.000 nhá. Hàng này to lắm. Con này là 450.000. Đó, 450.000. Đầy đủ đầu hút thân dài như này này. Đấy, thân máy này. Đấy, thân máy này. Con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, máy chắc lắm các bạn. Máy nặng trịch luôn. Đây, máy to chắc nặng trịch luôn các bạn. Đấy, đây là cái lẫy của nó này. Các bạn chỉ cần là ấn cái này để mình tháo ra này. Ấn cái lẫy này để mình tháo ra này. Đó, nó có cái lẫy ở đây. Sập vào đây các bạn này. Đó, sập vào đây kia. Đó, sập thì mình ấn cái lẫy này nó lại sập vào này. Đấy. Công suất của nó 1000W này. Con này hút thổi cực kỳ là khỏe luôn. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Con này chỉ chuyên hút thôi. Đấy, dùng bằng điện như này thì nó rất là khỏe. Các bác có thể dùng để mình hút bụi ở nhà này, hoặc là ô tô này, tàu xe này, đều ok hết nhá. Đây. Đấy. Rất là nhiều đầu chân hút đi kèm các kiểu con này điều luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý nhá. Một con hút thổi bụi như này, giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Hàng loại đại siêu khủng luôn. Đấy. Hàng đại siêu khủng luôn. Đấy, hút bụi cực kỳ là ngon luôn nhá. Các loại hút được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn nam châm nhá. Đây, nó sẽ là một con đèn nam châm như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu của nó sẽ là 10 bóng và mẫu này của em là 20 bóng nhá. 20 bóng LED. Có nam châm hít như này nhá. Có nam châm hít như này. Các bác có thể xoay này. Đấy, đảo hướng các kiểu con này điều luôn để mình dùng làm đèn học, đèn nhiếc các kiểu luôn. Lên cho em là đèn nam châm. Giá của nó sẽ là đi 60 giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con đèn nam châm như này. Đó. Lên cho em là đèn nam châm 65.000. 65.000 cho con đèn nam châm như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái nam châm hít này. Đấy, sẽ có cho các bác là dây dài đâu đó nó vào khoảng là đi 1 mét, hơn 1 mét một chút. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để vào máy may này, hoặc là dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện. Khi mà các bác nhỡ việc thì các bác dùng con này cho em. Đây. Đấy. Ví dụ đây nhá. Đặt vào cái là nó có nam châm hít luôn. Cắm trực tiếp cho em điện 220 này. Đó, có công tắc tắt bật này. Đây. Rất sáng luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Có nam châm hít thì nó rất là tiện. Đấy các bác theo. Đây nhá. Có nam châm hít này. Đặt vào cái là nam châm nó sẽ hít này. Đây, nam châm hít này. Đó, và các bác có thể xoay nhá. Xoay cái này. Đó. Nam châm hít và mình có thể xoay. Đây. Nam châm nó hít rất chặt luôn. Đấy. Nam châm hít rất chặt luôn. Đấy, các bác có thể xoay này. Đấy. Xoay đảo hướng luôn, có công tắc đóng ngắt này, rất là tiện, sơ cua. Đó, mình cần chỗ nào cần tăng cường ánh sáng thì mình dùng con nào chị em. Đấy, dùng để học bài này hoặc làm việc này, rất là tiện nhá. Dây cũng khá là dài luôn, có nam châm hít như này. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 65.000 thôi. 65.000 cho con đèn nam châm như này. Hello, chào các bác quay trở lại với số bảng 1 nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái siêu bẫy chuột thông minh nhá.
Con này 15.000 một chiếc, 15k một chiếc. Đấy, đây các bạn này. 40.000 ba cái. Đấy, các bạn thấy không? Rất nhạy luôn nhá. 15k một chiếc. Các bác chỉ cần là lấy hai tay bóp đều này cho em này. Đó, sau đó thì là con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy luôn. Các bạn thấy không? Rất nhạy luôn, 15k một chiếc nhá. Tiếp theo nó sẽ là cái mã kính lúp này, 70.000 một cái này. Lên cho em là kính lúp nhá. Con này các bác có thể lắp pin vào đây, về nhà các bác mua thêm pin mình lắp vào. Đó, các bạn thấy không? Đây, kính lúp này. Đó, phóng to. Giá thì sẽ là 70.000 cái kính lúp như này. Tiếp theo là bộ rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc hàng nhựa Việt Nhật nhá. Đấy, các bác thấy không? Chất liệu nhựa khỏi phải bàn rồi. Hàng chất lượng nó khác ngay các bác này. Đó. 90.000 cho một bộ như này bao gồm cho các bác là 3 rổ nhá, 3 rổ 3 chậu để mình rửa rau. Đấy, con to con nhỏ nhá. Đấy, trồng nhau rất tiện luôn. 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Lên cho em là rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90 cành nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa số này. Đấy, khóa số thì nó sẽ có cho các bác là khóa dây như này nhá, khóa dây. Mật khẩu thì bên em để mặc định của nó sẽ là không ra nhỉ. Cái khóa dây số này thì ra hỏi giá đi. Khóa dây số này thì bên em có hai mẫu nhá, một mẫu to, mẫu nhỏ này. Đó, một mẫu to, mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì đường kính của nó vào khoảng là trên 10 cm, còn mẫu to này thì đường kính của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là khóa dây to, khóa dây nhỏ nhá. Đấy, khóa dây to, khóa dây nhỏ. Mật khẩu thì bên em để đều là nó là dãy số 0 hết nhá. Các bác cứ cho về 0 là mở ra được thôi. Cho về 0 là mở ra được bình thường nhá. Đấy, cho về 0 là mở ra. Đấy. Thì con nhỏ này thì sẽ là 60.000 này. À, nó trên 10 cm. Còn con to này thì vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, đều là dãy số 0 hết. Và về nhà các bác đổi mật khẩu thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần xoay cái này theo chiều kim đồng hồ này, sau đó các bác đổi mật khẩu xong thì các bác lại trả lại cho em. Đó là ok. Thì con to này thì dây to, dây to sẽ là 80.000 và dây nhỏ là 60.000 nhá, hai khóa dây như này. Tiếp theo thì nó sẽ là khóa chữ U nhá, khóa chữ U. Đấy, con này thì mật khẩu của nó cũng là dãy số 0 hết, các bác cứ cho về số 0 cho em là ăn tiền thôi. Cho về số 0. Đấy, sau đó thì các bác sập vào cho em. Đấy, mở ra thì nhấn cái nút này nó sẽ mở này. Đây, cái nút màu đỏ này. Hàng thì của Đức nhá, Germany này, hàng của Đức này, đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn, đó. Các bác lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì giá của nó sẽ là chữ U này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa chữ U nhá, giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khóa chống trộm này. Khóa chống trộm này là 80.000, cái này các bác cứ về sử dụng của nó sẽ có còi hú nhá, có còi hú kêu rất là to luôn, giá 80.000. Đó. Tiếp theo thì cái bộ nhà kem này, bộ nhà kem đây. Đấy, 180.000 cho cái bộ nhà kem như này. Đó, 180.000 cho cái hộp nhà kem như này. Đây em sẽ có video cho bác xem. Nó gọn gàng mà tiện lợi vô cùng, không còn cái tình trạng để đồ bừa bãi như thế này nữa, rất là mất thẩm mỹ. Nhà mình có hai người nên là mình chọn bộ hai cốc, cốc được úp ngược cho nên là luôn sạch sẽ và khô ráo. Bàn chải cũng vậy. Lọ kem đánh răng này thì mình xoáy vào đây, khi đưa bàn chải vào là nó tự động nhả kem cho mình luôn. Cũng nhờ nó mà mình có thể sắp xếp lại các đồ dùng trong nhà tắm một cách gọn gàng hơn. Có thêm một ngăn kéo nhỏ ở đây nữa cho các chị em có thể để mỹ phẩm hoặc là bông tẩy trang mà không lo bị ướt. Một điểm nhỏ mà mình rất thích đó là mình hoàn toàn có thể gắn nó lên tường mà không cần phải đóng đinh hay là bắn vít gì cả, nên là việc tháo lắp và di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Các chị em cũng có thể tự làm được. Mình chỉ cần vệ sinh sạch bề mặt rồi dán cái giá đỡ này lên tường, chờ khoảng 5 đến 6 tiếng thì keo sẽ khô và bám chắc vào tường. Khi đó mình có thể lắp đặt kệ và để đồ đạc cá nhân lên thoải mái. Tải trọng tối đa lên tới 6 kg cơ mà. Nó vừa đẹp vừa đa năng thế này mà chỉ có hơn 100 cành, cho nên là mình cũng vừa đặt đó. Thêm một cái nữa. Rồi cái bộ nhà em nó sẽ là 3 cốc nha, bộ này là 2 cốc các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu đồng hồ T8 này, đó. Đồng hồ T8 con này giá sẽ là 180.000, 180.000 cho cái đồng hồ, 170.000 cho cái đồng hồ T8 như này. Quai của nó thì bằng cao su mềm. Đấy, đồng hồ thì thân của nó bằng hợp kim. Về nhà này các bác sạc pin vào cho em. Đa số đồng hồ khi bên em gửi cho các bác là nó sẽ hết pin nhá. Đấy, hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây nó báo này. Có đốc sạc nhá. Đây. Đây là cái đốc sạc của nó này. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB cho đặt đó, đặt cái đồng hồ vào là nó sẽ ăn lẫy nhá, ăn lẫy này. Đấy, ăn lẫy vào đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì rất là tiện luôn. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng luôn, đo nhịp tim, đo huyết áp rồi nói chung là đa di năng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Một con đồng hồ T8 như này giá sẽ là 170 cành nhá, 170 cành, 170.000 nhá. Lên nha, đồng hồ T8 170.000, kéo cắt cành trên cao, hàng nội địa của Nhật, made in Japan, chuyên để cắt cây cắt cành, có kèm cả lưỡi cưa luôn. 130.000, 130.000. Tiếp theo thì mài gót chân 90.000. đấy, máy này các bác dùng cắm sạc này đấy, để các bác mài kỳ cọ các cái vùng da khô bị chết nhá, có kèm thêm một cáp sạc và một hòn đá nữa này. Đấy. Các bác dùng để mài này. Đấy.
các cái phần tay chân các bác bị khô này, đấy, bị bong chốc này, đấy, bị da, da nó khô này, các bác mài đi xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, giá sẽ là 90k, có hai nấc các bác nhá, máy mài cực khỏe luôn. Tiếp theo bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó là 6 viên, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Về nhà các bác thả vào ngăn đông tủ lạnh cho em, sau đó thì lúc nào mình uống bia uống rượu thì mình gắp ra mình thả vào. Đó, nó sẽ làm lạnh và giúp cho các bác là làm lạnh mà giữ được nguyên cái chất của rượu bia nhá. Đó. Túi đựng rác này, một bịch này của nó sẽ là 35.000 một bịch, 100.000 ba bịch nhá. Một bịch này của nó là 100 chiếc, chuyên để đựng rác nhá. À, chiều dài của nó là 45 và chiều rộng của nó là đi 50. Đấy. 45 x 50 thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Thì mình để đựng rác vào đây và nó có túi có quai sách đàng hoàng, rất là tiện luôn. Có túi có quai sách và nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này nhá. Từng lớp một này các bác này. Đấy, từng lớp một này về nhà nó sẽ có cái đường dập ở đây. Đấy, có cái đường dập ở đây thì các bác cứ bóc theo cái xé ra theo cái đường dập này cho em này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Một bịch của nó là 100 chiếc luôn. Đây. Đấy, các bác có thể về là mình bỏ ra chiều một, nó là một chiều 45, một chiều 50. Đây, rất là to như này. Các bác đựng rác, đựng thả vào cái thùng rác nhà mình rất là ok luôn. Đấy, thả thùng rác nhà mình rất là ok nhá. Đó. Và có quai như này, các bác rút cái quai này lên ở đây. Quai rút lên ở đây này. Đấy, rất là tiện luôn. 35.000 một bịch. 35.000 một bịch 100 cái luôn. 35.000 bịch 100 cái nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu này. Đấy, con này thì nó sẽ là con xay bằng tay nhưng mà hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy, chất liệu inox 304. Xoáy cái này ra, cho tiêu vào đây cho em nhé, cho tiêu vào đây. Đó, thì khi lúc nào mình ăn đến đâu thì mình xoay đến đấy nhá. Ăn đâu xoay đến đấy, các bác cứ xoay này chưa? Xoay này thì cái tiêu nó sẽ rơi ra ở cái phần đầu này và các bác có thể xoáy trực tiếp hoặc là hứng vào đây. Đấy, rất là ok luôn. 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Con này là hàng to đẹp nhá. Đấy, 100k máy xay tiêu. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy, con này thì chuyên dùng để mình bắt cam nhá. Đấy, máy bắt cam. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220. Sau đó thì mình cho cam vào đây. Đấy, cho cam vào đây cho em. Đấy, ấn này, nó sẽ có vắt cho các bác và nó lọc vào đây. Nước nó sẽ xuống đây nhá. Có chế độ đảo chiều đảo trước luôn. Con máy bắt cam này sẽ là 190.000 cho con máy bắt cam như này. Con này thì dùng siêu tiện luôn, hàng đẹp chất lượng, sử dụng trực tiếp điện 220, dễ dùng, có đảo chiều các kiểu con là điểu luôn. Đây, 190.000 nhá. Vắt rất là ngon luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ đa năng nhá. Đấy, nó sẽ là 4 chân như này. Đấy, kệ đỡ đa năng, giá thì chỉ có 50.000 thôi, 50k. Đấy. Giá đỡ đa năng nhá, các bác có thể dùng để mình đỡ các cái phần như là chân tủ này, chân tủ kệ này hoặc là tủ lạnh, máy giặt cái thứ để giữ thăng bằng rất là tốt luôn. Và nó có nam châm hít như này nhá. À, có cao su hít như này. Giá chỉ có 50 cành thôi, 50 cành cho một hộp 4 cái như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dây sạc này. Thì sẽ là dây sạc béo này. Dây sạc béo là giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Còn dây sạc nhanh 100W này, nó cũng 3 đầu luôn, cũng 3 đầu nhá, dây sạc nhanh 100W này. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá, cũng có 3 đầu ra như này, có 3 đầu ra như này, giá của nó sẽ là 50.000. Còn con này cũng 3 đầu ra như này là sạc tự ngắt, giá sẽ là 40.000 nhá. Con này thì công suất của nó là 100W. Và nó sẽ tự ngắt, thì khi bác dùng ban đêm mà nó đủ nó sẽ tự ngắt, phòng chống cháy nổ nhá. Tự ngắt là 40.000, còn sạc béo này là 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho là sạc dự phòng này. Đấy. Một con sạc dự phòng như này, hàng của Nhật. Đấy, made in Japan các bác này, made in Japan, sạc dự phòng như này của thương hiệu Takasio, made in Japan này, hàng của Nhật cực chất lượng cho bác luôn. Có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho bác, công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh, 230.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sạc dự phòng, lên cho em là sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng 230.000. Đấy, tiếp theo là con dao thái rau nhá. Con dao thái rau như này, lên cho em là dao thái rau, giá thanh lý cho các bác 10.000 một chiếc. Dao thái rau như này, lên cho em là dao thái rau, hàng của Kiwi này, chuyên để thái rau củ quả, 10.000 một chiếc. Tiếp theo là cái bình 20, giá chỉ có 80 cành thôi, inox 304, dung tích khoảng 2 lít cả vỏ, bình 20, dung tích 2 lít cả vỏ, inox 304, keng keng luôn, sạch sẽ, dày dẫn chắc chắn nhá. Lên cho em là bình 20, con này thì chỉ dùng để đựng nước nguội thôi, nước nguội nước uống thôi chứ không giữ nhiệt được. Giá có 80.000 thôi, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, bình 20, cân 5 này, con này là nó sẽ là cân bếp, cân được 5 cân trở lên,
có tính năng trừ bì luôn. Đó. Cân bếp cân được 5 cân trở lên có tính năng trừ bì, có kèm pin luôn, có lô kèm pin, có lô không. Đó. Giá của nó sẽ là 50 cành, lên cho em là cân 5 nhá. Đèn thần tài các bạn này, đèn thần tài. Đó. Rất đẹp luôn. Giá sẽ là 70.000 cái đèn thần tài như này, có kèm củ sạc luôn. Các bác có thể dùng chức năng là vỗ này nó sẽ lên này, nhưng trước khi vỗ thì các bác bật cho em cái đèn này lên này. Đấy. Vỗ này nó cũng lên này và các bác thổi nó lên. Đấy, thổi nó lên, thổi nó tắt rất là tiện luôn, và cái này là nút nguồn này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho con đèn thần tài như này. Lên cho em là đèn thần tài. Giá sẽ là 70k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like. Đấy, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Con này thì giá 100 cành thôi. Con này thì nó không có vung đâu, nó chỉ có một chảo và một chảo chống dính như này và một cái khay đỡ như này nhá. Các bác chiên rán nem rồi nói chung là đồ là linh tinh thì các bác đặt lên đây cho em. Đó. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Con này có trắng đá chống dính luôn. 20 cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, 100k chảo chiên ngập dầu. Đó, bỏ đi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Đấy, cũng 100.000 luôn, con đèn mang sông này. Đấy, đây. Con này thì có chiết áp điều chỉnh này, điều chỉnh sáng tối ở đây. Đấy, chất liệu bằng nhựa và rất là xịn sò luôn. Các bác có thể để ngoài trời để trang trí đề co. Đấy, có điều chỉnh sáng tối nhá. Con này thì cắm sạc nha, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, công tác điều khiển ở đây. Đó, rất xịn sò luôn. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi này, đèn bắt muỗi đen 120.000, có công tắc bật như này, khi các bác bật lên thì cái đèn hồng ngoại nó sẽ lên và nó sẽ thu hút cái con muỗi nó bay vào nhá. Đó, 120.000, rất là tiện ích luôn. Muỗi nó bay vào và nó sẽ chập như là kiểu cái vật muỗi ấy. Ngoài ra thì nó có chức năng đèn ngủ luôn. Đấy, các bác chỉ cần là bật lên cho em là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con tựa lưng nhá. Con này thì giúp cho các bác tựa lưng là chống đau lưng rất là tốt luôn. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút như này và có các cái cấp độ ở đây. Các bác về các bác lắp vào cho em. Đấy. Có các cấp độ ở đây các bác này. Đấy. Các cấp độ ở đây, về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Lắp vào sau đó thì lắp vào, sau đó thì mình nằm tựa lưng vào đây cho em. Đấy, đây nó sẽ có các cái hạt bi như này để giúp cho các bác massage này. Đấy, đây cái này các bác đặt vào đây này. Đó, đây. Thì ở đây nó sẽ có các hướng dẫn các tư thế này. Đấy, cổ, vai, gáy này. Đấy, bắp tay, bắp chân đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50k như cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ. Các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lông nhá. Cái này nó có lông như này, lên cho em là mũ lông. Mũ lông này bao tiền đấy? Phương ơi. Đây em sẽ đội cho. Mũ lông này. Đội vào rất là ngon không? Đây. Đấy. Hả? Đấy, giá sẽ là 105.000 cái mũ lông như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ có lông này, chùm xuống này. Đây nó có thêm cho các bác một cái khẩu trang nữa này. Đấy. Các bác cần đeo khẩu trang thì mình đeo vào, không đeo khẩu trang thì mình có thể bỏ ra. Khẩu trang này là mình bấm cúc nhá, cúc bấm vào. Đó, và các bác không đeo thì mình lại dán lên như này cho em. Đấy. Mùa đông thì mình đội con này rất là ngon luôn. 105k nhá. 105.000 cái mũ lông như này. Hàng xịn sò chất lượng mà giá chỉ có 105 cành thôi. 105.000 cái mũ lông như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đồng hồ kìm. Con này thì các bác đo kìm, đo ampere, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đồng hồ kìm. Đấy, đo đây, kẹp kìm ở đây này, kẹp kìm ở đây. Đo kìm, ampere kế, vôn kế, nhiệt kế đều ok hết. Giá sẽ là 230.000, 230.000 bác ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái mã bật lửa nhá. Đầu tiên nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Đấy. Con này là bật lửa đồng hồ. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa la bàn là 101 nhá. Bật lửa la bàn là 101 này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa ngọc này. Đấy, bật lửa ngọc, con này sẽ là 120. Đấy. 130 nhá. 130. Con la bàn này là 101 à? La bàn này là 120 này. Đấy. Còn con bật lửa đồng hồ này thì sẽ là 100 này, 120, 130 và 100. Đó. Đấy thì con này nó sẽ là bật ở đây này. Đấy, con này về nhà các bác tự bơm ga nhá và bật lên có đèn này. Bật lửa đồng hồ 100.000 này. Đấy, bật lửa la bàn này. Con này thì thêm một chức năng là la bàn này, khui bia này, cài móc khóa này. Đó, và khi các bác bật thì bật ở đây cho em này. Đó, bật ở đây cho em. Đây. Đấy.
có cả la bàn, có cả bật lửa luôn. Đấy, khui bia bơm ga ở đây, về nhà các bác tự bơm ga. Còn con này thì sẽ là bật lửa viên ngọc nhá. Con này thì nó sẽ là về nhà các bác cho xăng thơm mà cho em. Đấy, có sẵn đá rồi, xăng thơm mà nhá. Con này 130 này, con này 120 này và con này 100 này, bật lửa đồng hồ 100, bật lửa la bàn 120 và bật lửa ngọc 130. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con đèn tinh dầu đuổi muỗi này. Đấy. Con này nó sẽ là đèn có sẵn tinh dầu và đuổi muỗi luôn. Đấy. Đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Nó sẽ là 1 2 3 4 lọ tinh dầu và một cái đèn. Giá sẽ là 120.000. Đèn tinh dầu đuổi muỗi 120.000 các nhá. 120.000 cho cái đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Tiếp theo sẽ là cái bộ điều khiển quạt nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chip như này và một cái điều khiển như này, về nhà các bác đấu vào các cái chân số này vào cái công tác cho em. Đó. Giá chỉ có 50 cành thôi. 50 cành, về nhà các bác lên TikTok các bác gõ là đấu điều khiển quạt là nó sẽ ra. Các loại quạt các bác có thể điều khiển ở đây được nhá, rất là tiện luôn. Đấy, điều khiển ở đây nó rất là tiện, các bác không cần phải đứng dậy bật tắt nó mất công, nhỏ gọn tiện ích. Lên cho em là điều khiển quạt 50.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì là hai loại đồng hồ này. Đồng hồ led cũ này, đồng hồ led cũ là 140.000 này và đồng hồ led mới là 110.000. Đấy, thì hai mẫu đồng hồ led như này các bác nhá. Đó, đây. Con này thì đồng hồ led mới này thì 110.000 thì nó to hơn. Và con này thì nó số nó sẽ theo cái hình khung này. Đấy. Còn con led cũ này thì nó sẽ là mặt trắng gương nhá. Mặt trắng gương và nó nảy số đúng như trên hình như này. Đấy. Mặt của nó trắng gương và nó nảy số như trên hình này các bác này, mặt trắng gương. Con này thì nhỏ hơn, 140.000. Đấy, đều là điện tử hết nhá. Về nhà các bác cắm vào cái chân USB nhà mình nhá. Cắm cho em vào cái chân USB nhà mình. Tiếp theo thì nó sẽ là con vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều khiển zig zag này. Đó, zig zag như này rất là tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy, đầu vòi này có thể xoáy điều chỉnh thì các bác tưới rau rồi rửa rồi bơm, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Lên theo là vòi vàng. Con này giá của nó sẽ là 35.000 cho con vòi vàng như này. Tiếp theo thì sẽ là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật. Đấy, nó sẽ là một đèn một cáp sạc như này. Con này thì hàng đa chức năng luôn. Đó. Có còi hú này, có la bàn này. Đấy. Tiếp theo thì có cổng sạc vào cho điện thoại này. Đấy, có đầu phá kính này, rồi có nam châm hít này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây. Rất sáng luôn các bác nhá, rất sáng luôn. Đó. Và có cả cho các bác là các bác cứ giữ lì là nó sẽ có cả đèn bên hông này. Đấy. Giữ lì thì nó sẽ ra đèn nhấp nháy cảnh báo này. Đó, để khi mất an toàn thì các bác có thể bật lên. Đó, rất tiện ích luôn. 180.000 đèn pin cảnh sát Nhật, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng 50.000, tính ra trị giá vào 10.000 một chiếc. Khay nào thì nắp đấy luôn. Có khay có nắp đàng hoàng, giá là 150.000 nhá. 150.000 cho cái bộ 5 khay inox này, 150k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc nhá, dầu gội phủ bạc, chung là nhuộm tóc đen. Đấy, gọi là nhuộm tóc đen. Nhưng mà cái này thì nó là hàng xịn nên nó là khi dầu gội và khi các bác gội vào thì nó sẽ giúp cho các bác là làm bạc tóc, làm cho tóc đen trở lại nhá. 280.000, hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái lọ dầu gội như này. Đấy, một dầu lọ dầu gội một lượt, các bác chỉ cần lắp và trải cho em là xong. Đó. Và cái bộ dụng cụ đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 280.000, đầy đủ combo cho các bác. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Một dầu gội này. Đấy. Một lọ dầu gội đầy đủ như này. Nữ thì gội được 5-7 lần, nam thì khoảng trên dưới 10 lần. Đó, 350ml nhá. 280.000. Tiếp theo là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100.000 cái túi đồ nghề mini như này. Đấy. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng. Kích thước chiều dài thì vào khoảng là 30. Đấy, chiều rộng thì vào khoảng là 10, chiều cao thì vào khoảng 15. Nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề mini rất là ngon luôn. Túi đồ nghề mini 100.000. Đó. Tiếp theo là găng tay lao động thì một bịch của nó sẽ là 12 đôi và giá sẽ là 70.000, còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đó. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Các bác dùng để nhặt cỏ, nhặt rau, nói chung là dùng đa di năng được luôn. Tiếp theo là bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bài rất là ngon như này nhá. Đấy.
chất liệu của nó thì bằng nhựa này, bằng nhựa như này. Đấy, rất là bền luôn. Các bác có thể gấp và cũng vô tư luôn đấy nhá. Gấp và không bị gì này. Đấy, các bác thấy không? Đó, chống nước, chống nhiễu rất là tốt luôn. Bộ bài vàng như này, giá thì sẽ là 35.000 cho cái bộ bài vàng này. Cầm bộ này để chơi. Tiếp theo là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn, giá thì sẽ là cầm tắt lên để chơi. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp nước hoa khách sạn như này. Rất là thơm luôn. Các bác có thể bỏ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, khách sạn, phòng ăn, phòng ngủ đều ok hết nhá. Đó, mùi hương của nó tỏa ra rất là thơm luôn. 30.000 cho một hộp nước hoa khách sạn như này thôi. 30k các bác nhá. Máy đánh trứng 80.000. Đây là một con máy đánh trứng rất là tiện ích luôn. Sử dụng pin 16850. Các bác có thể dùng để đánh trứng, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các cái loại hạt đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Nó có cái lẫy, các bác đẩy vào cho em. Đó, bật lên. Đấy, đánh trứng, pha cà phê. Đấy, các loại hạt đều ok hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho con máy đánh trứng này thôi. 80.000. Để cầm luôn để dùng. Tiếp theo thì bộ móng hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Ví hồng nên nó sẽ là một cái bộ móng tay. Nên em gọi tên nó là ví hồng. Con này là 50.000, bao gồm cho các bác là ba cắt móng này, lấy khóe, rồi nói chung là đa di năng đầy đủ cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái loại cao cấp hơn một chút. Đó là cái bộ ví xanh nhá. Ví xanh thì nhiều chi tiết hơn, đầy đủ hơn. Giá sẽ là 100. Đấy, ví xanh này là 100. Ví xanh này là 100 này các bác này. Đấy, ví xanh này sẽ là 100.000 cho cái con ví xanh như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì to hơn, đẹp hơn, đầy đủ hơn, nhiều chi tiết hơn. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh này nhá. Có cả mài gót chân, nạo gót chân luôn. Đấy, ví xanh 100 này. Tiếp theo thì nó sẽ là con tô vít đa năng 5-1, 8-1 luôn. Tô vít đa năng 8-1. Giá là 80k. Có các đầu tô vít như này. Đầu nhọn có, đầu dẹt có nhá. Đấy. Đầu nhọn, đầu dẹt đầy đủ hết này. Đấy, các bác chỉ cần là dùng một con tô vít thôi mình đã xử lý được tất cả các công việc rồi. 8-1 luôn. Đó, đây. Giá là 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì xịt giảm đau. Ở đây nó sẽ là một con xịt giảm đau như này. Đó, xịt giảm đau như này. Giá thì rất hợp lý, 150.000. Giúp giảm đau rất là tốt, hàng nội địa của Nhật, đau mỏi cổ vai gáy, đau chân tay. Giá là 150.000 các bác nhá. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu không hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá. Hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 150 cành nhá. 150 cành. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy. Đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này. Các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy. Bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy. Các bác bóc cái này ra cho em. Bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây cho nó thì các bác dán vào gan mặt chân cho em. Đó, dán vào gan mặt chân, rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác dán vào gan mặt chân bàn tay.
hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích. Giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. Đấy, 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn. Đó. Vắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này, đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá, 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Phương ơi. Một cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá. Có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bạn này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá. Mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong. Đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này. 130.000 cái đế nóng như này, cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này, điện 220. Bát pha mì này, 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy, tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá, có lô không nhá. Đó, đây, rất đẹp luôn. Đấy, bên ngoài bằng nhựa chống nóng này, bên trong inox 304 nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây, nắp của nó kín lắm, nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304
Đấy, lên cho em là tô mì nhá, tô mì giá sẽ là 50k một chiếc, 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, con này dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá, chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110k. Đấy. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha. Con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philips thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy. Những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây. Chân sạc của nó đây. Đấy, đây. Đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó. Chắc lắm. Đấy. Hàng của thương hiệu Philips nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. 170k cho con tăng đơ của thương hiệu Philips như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10k một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một giấy này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy. An toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Chào các bác, hôm nay em thanh lý cái đôi giày sục của nữ nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cỡ 40. Bác nào nữ đi vừa cái giày sục 40 này thì em thanh lý cho các bác với giá 100.000 thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Đế cao su, cực kỳ mềm mại và êm luôn. Đó. Hàng rất là đẹp này. Savato. Giá thanh lý 100.000, 100.000 cho cái đôi giày nữ như này. Tiếp theo là cái tăng đơ Zandu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là máy cạo râu, máy cạo râu Zandu. Con này thanh lý cho các bác với giá là 30.000. Hàng vẫn dùng ngon lành đó nhá. Đó. Hàng vẫn dùng ngon lành, thanh lý 30.000 nhá. Đấy, 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cáp sạc này. Đấy, chân cắm sạc này luôn, và nó sẽ có cả một cái đầu tăng đơ đây. Tăng đơ để các bác tăng đơ cạo những cái râu dài này. 30.000 cho cái máy cạo râu này nhá. Còn giá hàng xịn thì sẽ là 90.000, còn hàng này hàng thanh lý, giá của nó sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đọc sách này. Đây. Đấy, con này đọc đèn đọc sách có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đó. Thì con này các bác có thể kẹp trực tiếp vào quyển sách này để mình đọc này. Đó, và nó có thể ngoắt nghéo được như này. Bác nào cần trợ sáng để đọc sách, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Thanh lý cho bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, nó có pin tích cắm sạc. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cho các công việc đều được hết nhá. Nói chung là có ánh sáng để cho các bác sử dụng. Đó, về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Tiếp theo là đến cái xích chó này. Xích chó thì em còn hai cái nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc xích chó như này thôi. 15k một chiếc nhá. Giá thanh lý nốt 15.000 một chiếc, chất liệu bằng inox 304, sáng bóng đẹp, 15.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái một cái mẫu cà lê như này các bác này. Một cái mẫu cà lê như này, đầu của nó là 3 đến 8 và đầu của nó là 8 đến 17, tức là đa chức năng luôn. Đấy, cà lê đa năng như này nhá. Thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho con cà lê đa năng như này.
lên cho em là cà lê đa năng 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái chân cắm sạc đây. Thành lý cho bác với giá đó là 10.000 cho một cái chân sạc như này, 10.000 một cái chân sạc này các bác nhá. 10.000 cho một cái củ sạc như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã còi còi cứu hộ. Bao nhiêu nhỉ? 25.000 cho một cái còi cứu hộ như này nhá. Con này thì thứ nhất là còi này, la bàn này, cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá. Có cả còi, cả la bàn, cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đó, còi cứu hộ như này nhá. Có quay đeo. Lên cho em là còi cứu lộ, cứu hộ 25.000 các bác nhá. 25.000 cái còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Kéo thì em sẽ có cho các bác là kéo cắt gà của Đức. Đây, con này hàng của Đức này. Con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000. Con hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000. Đấy. Con của Nhật này thì nó to, dày dẫn chắc chắn hơn, còn độ sắc thì như nhau thôi. Đó. Con này thì sẽ là 120 nhá và con này là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì kéo bếp thì sẽ có cho các bác cái kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng này thì sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc và các bác mua combo thì 100.000 bốn chiếc nhá, 100.000 bốn chiếc. Đấy. 100k sẽ là bằng 4 cái luôn, 4 cái. Còn 30k trên một cái nhá. 30.000 một cái, 100.000 bốn cái kéo bếp vàng, hàng của Nhật đây. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con kéo khui bia nhá. Cầm cho anh hai cái mấy cái kéo thanh lý này. Kéo khui bia như này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái kéo 10.000 đấy. Có cái phần này khui bia này, phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này, có kẹp cua ghẹ mở nắp chai này, có cả đánh vảy cá này. Con này cực kỳ là đa năng luôn. Lên cho em là kéo khui bia, hàng của Nhật, con này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị dán các bác nhá. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ là 6 viên và một túi này là 12 viên, chuyên trị các loại dán này. Đấy. Nốt kéo thì nó sẽ là đây, con kéo này thì sẽ là 10.000. Đấy, 10.000. Đấy, con này sẽ là 10.000 nhá. Tên của nó là cái gì? Con này thì dài là 15 cm nhá. Các bác lên cho em là kéo 15 nhá. Kéo 15, con này là 10.000. Con này thì sẽ là kéo 21, con này thì nó sẽ là dài 21 cm. Hàng thì đều là hàng siêu bén hết rồi nhá. Hàng siêu bén hết rồi. Đó, hàng bãi Nhật. Con này thì sẽ là kéo 21 này. Kéo 21 này thì sẽ là 15.000. Còn con kéo 15 này thì sẽ là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Thì bên em đang có các loại kéo như vậy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc trị dán này. Đây. Đấy, thuốc trị dán này. Chuyên trị dán này, dán mẹ, dán con, dán tổ, các loại dán đều trị được hết nhá. Đấy. Thuốc lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán hàng nội địa của Nhật. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp thuốc dán như này, 50k. Hàng made in Japan, hàng của Nhật nhá. Thuốc dán 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vỉ khăn rửa mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt. Một vỉ này của nó là 50.000 và 20.000 ba chiếc. 20.000 ba chiếc và 10 chiếc là 50.000 nhá. 10 chiếc là 50.000. Giá hợp lý cho bác luôn, khăn rửa mặt. Kích thước của nó sẽ là 30-50. Đó, chất liệu bằng bông tự nhiên. Đấy, một chiều 30. Một chiều 30 và một chiều 50 nhá. Một chiều 30 và một chiều 50. Đó, một chiều 30, một chiều 50 như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thấm hút nước tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một vỉ nhá. 50.000 một vỉ. 10 chiếc luôn, 50.000 vỉ 10 chiếc. Máy xay khô. Con này thì chuyên để các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc. Xay khô nhá, không xay nước được đâu. Đấy, con này thì chuyên để xay khô thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó thì nó vào khoảng 700ml nhá, 700ml. Đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thân bằng inox 120.000. Đây. Công suất của nó là 250W, điện 220V, 50Hz. Các bác có thể xay các loại hạt đỗ, cà phê, ngũ cốc, các loại hạt đều ok hết. 120.000. Tăng đơ Philips 170.000. 170.000 cho con tăng đơ Philips như này. Đó. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là combo một tăng đơ, một đốc sạc và bộ cữ như này. Có cả dầu tra rồi nhớ đàng hoàng. Máy chạy cực kỳ là ngon. Ngon đầm êm các bác nhá. Đó đây. Các bác bật công tăng lên là chạy thôi. Đó. Rất là ngon nhá. Hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da các bác động và thoải mái luôn. Đấy. Về nhà thì các bác sạc pin vào cho em. Nó đang bị hết pin nhá. Sạc pin vào cho em là ok. Đó. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con tăng đơ Philips như này. Này, cầm cái này dán luôn đi. 170.000 các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ là máy đuổi chuột nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. 35.000 nhá. 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, con này thì
chuyên để đuổi chuột các bác nhá. Các bác cắm vào điện trực tiếp cho em, điện 220 cho em, chuyên đuổi chuột, đuổi côn trùng 35.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ gắp nóng nhá, gắp nóng bát đĩa đấy. Cái này thì bên em bán nhiều rồi, 50.000 thì cái bộ gắp nóng bát đĩa như này. Đó, nó sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái kẹp này để các bác kẹp bát, kẹp đĩa này. Đấy. Đây, những cái đĩa các bác kẹp này cho em này. Đó, kẹp bát, kẹp đĩa này, và cái này là cái gắp này, 50.000 nhá. Các bác gắp cái bát, cái đĩa này cho em. Đây, mô phỏng đây là cái đĩa các bác gắp này. Đấy, rất là ngon luôn, rất chắc chắn nhá. Kẹp bát, gắp bát đĩa. Các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cái bộ gắp bát đĩa như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ để các bác để lót ở dưới bàn kính này, và cái bộ lót quai song luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho bộ gắp bát đĩa này. Găng tay lao động này, một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 một bịch, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 5 đôi. 5 đôi 40.000, 5 đôi 40.000, còn mua cả bịch 12 đôi 70.000. Giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái tỉa lông mũi. Một con tỉa lông mũi bằng cơ như này nhá. Đấy, bằng cơ như này thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 30 cành thôi. Con này rất đơn giản, các bác chỉ cần đưa vào là mình tỉa thôi. Đây. Đấy, đưa vào mình tỉa này cho em. 30.000, giá rất hợp lý luôn. Con này thì nó sẽ là chống ăn nhá, chống bị ăn đứt mũi nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần sập vào cho em này là xong. 30.000. 30.000 cái tỉa lông mũi này thôi. Cây sâm thịt này, 25.000 cái cây sâm thịt như này. Đây. Ở đây nó sẽ có cái đầu inox nhọn như này mà các bác sâm trực tiếp vào như này. Đấy, thì giúp cho các bác tẩm ướp gia vị rất là ngon luôn. Cây sâm thịt 30.000. 25.000 thôi, 25.000 cái cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng nhá. Cái này là cái gì? Xịt giảm đau nhá, 150.000 cho cái lọ xịt giảm đau như này. Con này thì rất là nhạy luôn, độ nóng của nó rất là cao. Hàng nội địa của Nhật, 85ml nhá. Về nhà các bác đây, hình của nó như này các bác này. Đấy. Về nhà các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái phần bị đau nhức mỏi cho em. Rất là tiện ích luôn, đặc biệt bác nào bị đau mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng thì dùng cái này rất là tiện luôn, 150.000. Nước hoa khách sạn 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Các bác có thể về để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác các cái bấc này, rồi là nơ này, một lọ nước hoa rất là xinh như này. Đó, dung tích của nó thì nó vào khoảng là đi đây, nó trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, 30.000 thôi. Rất là vừa xinh luôn. Các bác có thể dùng. Mùi thì rất là thơm. Nước hoa khách sạn 30.000 nhá. Tiếp theo thì em về được 3 loại mũ này. Cái này là bao nhiêu? Hai mẫu này thì các bác lên cho em là mũ xanh và mũ dàn di nhá. Đây, mũ này sẽ là mũ xanh này, mũ này mũ dàn di này là 65.000 một chiếc. 65.000 một chiếc. Còn ngoài ra thì có thêm con mũ đại bàng này sẽ là 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Con này thì nó dày dẫn chắc chắn hơn thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Còn con dàn di và con xanh này thì sẽ là 65.000. Đây. Đây, con này sẽ là mũ xanh nhá, hàng của Mỹ này, USA Army này. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này nó sẽ là dàn di và màu xanh này sẽ là 65.000 nhá. Còn con đại bàng này sẽ là 90.000, hàng dày dẫn chắc chắn. Thắt lưng dù lỗ này, thắt lưng dù lỗ giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, 70.000. Giá là 70.000. Tiếp theo thì đến con thắt lưng thắt lưng dép nhá. Con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con thắt lưng dép như này. Giá sẽ là 65.000. Thắt lưng dép con này thì giá sẽ là 65.000 nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Thắt lưng dép 65.000, hàng của Mỹ này, 1961 luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con thắt lưng đại bàng nhá. Con này thì giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. 90.000. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, USA này. Con này thì giá sẽ là 90.000. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn USA, thắt lưng đại bàng. Bác nào có tí tuổi là dùng rất là ok, rất dễ dùng nhá. Chỉ cần là đẩy vào này. Các bác đẩy vào cho em. Đó, đây, đẩy vào này, sập xuống là xong này. Rất đơn giản luôn. Chỉ cần đẩy vào sập xuống là xong, rất đơn giản nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Thắt lưng dù lỗ này. Con này là bao nhiêu? Dù lỗ này, con dù lỗ là 70.000 này.
Đấy, con đại bàng này là 90.000 này, và con Z này sẽ là 65.000 này. Ngoài ra thì sẽ là con thắt lưng dù thường này. Đấy, con dù thường này thì hôm nay bên em sẽ thanh lý xả kho cho các bác, giá chỉ còn là 35.000 thôi. 35.000 cho con thắt lưng dù thường như này các bác nhá. Đấy. Giá thanh lý cho các bác luôn, 35.000 thanh lý lỗ cho bác luôn. Con này thì nó sập theo lẫy thôi. Đây nó sẽ có cái lẫy ở cái dù này rồi. Thắt lưng cũng khá là dài, rộng và đẹp này. Các bác chỉ cần là đẩy vào cho em này là xong này. Đấy. Đẩy vào này là xong, còn nó sẽ ăn lẫy ở đây. Đấy, tức là từng mili một luôn, rất là tiện ích. Đó, các bác theo. Thích sập vào lỗ nào cũng được. Bác nào bụng to, bụng nhỏ, bụng kể cả bụng cỡ bụng 1m2, 1m3 cũng chơi được hết nhá. Đấy. Đấy, rất là dài luôn, thắt lưng dài to. Đấy, vòng bụng to cũng chơi được luôn. Con này thì lên cho em là thắt lưng dù thường nhá. Giá 35.000, thanh lý 35.000. Đó, 35.000 luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm, đó là cái táo táo đỏ của Nhật nhá. 70.000 cho một bịch táo đỏ như này. Hàng thì quả to đều đẹp nhá. Táo đỏ của Nhật 70.000. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, sắc nước uống này, hoặc là ngâm rượu này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba hũ gia vị bằng nhựa, hàng của Hiwa, liên doanh Việt Nhật nhá. Giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ba hũ gia vị như này. Có nắp các bác chỉ cần bật lên này là xong. Bộ ba hũ gia vị 60.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đuôi đuôi hai đầu nhá, tức là về nhà các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi đèn cũ và xoáy cái bóng vào đây. Đó, nó sẽ là cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000, lên theo là đuôi hai đầu 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn. Đây. Con này thì giá 40.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn, gần như giá thanh lý luôn. Có cáp sạc. Đấy, đèn đeo đầu 5 bóng này, 1 2 3 4 5, siêu sáng và siêu rẻ luôn. Đó, đây, rất sáng các bác nhá, rất sáng luôn. Đó, đèn đeo đầu 5 bóng, 40 cành. Đây, có cho các bác là pin 16850 ở bên trong. Có công tắc này, đấy, tắt bật này, và có cáp sạc, dây đeo đầy đủ cho các bác luôn. 40 cành cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Xịt xoang, chuyên xịt các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng mũi, các bác bị mũi lâu năm. 35.000 một lọ. Và mua 3 lọ là 100.000 nhá. Đấy, chuyên xịt xoang mũi. Đây, chuyên xịt xoang mũi cho bác luôn, 35.000 một lọ. 280.000 cho một cái hộp nhuộm tóc này. Đấy, hàng bằng thảo mộc nhá, hàng bằng thảo mộc made in Japan, hàng nội địa của Nhật. 280.000 cho một lọ thôi. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác đầy đủ luôn. Có đầu lược như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp được vào xong, và có cả cái bộ để cho các bác ủ yếc luôn. Đó, 280.000 nếu mà nam thì sẽ là được 5-7 đầu, còn nữ thì sẽ là được khoảng 3-4 đầu. Đó, nói chung là cũng khá là hợp lý rồi. Tính ra vào chỉ mất khoảng vài chục nghìn thôi. Vài chục nghìn thôi, rất hợp lý luôn các bác nhá. Khóa phanh đĩa các bác này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác lắp trực tiếp vào kia phanh đĩa cho em, lắp trực tiếp vào phanh đĩa này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nhỏ gọn bằng ngón chân cái thôi, nhưng mà rất tiện ích này. Đó, đây, các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó. Khóa phanh đĩa nhá. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái khóa phanh đĩa như này. Con này thì tiện lắm, các bác cứ để trực tiếp vào trong cốp xe hoặc trong túi áo, túi quần. Đấy, đi xe thì mình dừng xe cái mình khóa luôn vào cho em, cực kỳ an toàn luôn. Trộm thì chỉ có khóc thét thôi nhá. Khóa phanh đĩa 40.000. Kìm vàng. Kìm vàng đa năng, giá sẽ là 130.000 cho con kìm vàng đa năng như này. Đấy. Con này thì rất là ngon lành luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ đây, USA các bác này. Đấy, USA. Đó. Ở đây thì nó sẽ là tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây, xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn, rất là mềm mượt luôn. Dài khoảng 20 cm. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là kìm vàng đa năng 130.000. 190.000 cho con máy vắt cam này. Đấy, con máy vắt cam. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện, có chế độ đảo chiều, đảo trước, đảo hoàng nha các bác. Nhấp bỏ thì nó sẽ giúp cho các bác là đảo chiều rất là tiện luôn. 190.000 cho một con máy vắt cam như này các bác này. Cắm trực tiếp điện 120, công suất của nó điện 220. Đây. Công suất của nó là 45W, 700ml, có đảo chiều. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 thì em là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, cắm trực tiếp. Các bác nhấp như này, nhả nhấp nhả thì nó sẽ đảo chiều. Đó. Và nó sẽ lọc
cam ở trên này và nước xuống đây. Đó, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần lắp nhẹ này là ra này. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Thân máy nhá, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Hàng của Nhật thì các bác biết rồi. Con này dùng rất là ngon, các bác dùng để vắt cam. Rất là tiện, vắt cam uống tiện lắm. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này nhá, 190 cành. Máy vắt cam 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 30 đến 35 lưỡi. Nhưng mà em cứ áng chừng là khoảng 30 lưỡi. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một 30 lưỡi, một hộp kem, một cái bàn cạo như này. Lưỡi của nó là lưỡi kép, giá là 55.000. 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. 55k cho một cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi. Lên cho là bộ lưỡi kem 55.000, 30 lưỡi các bác dùng quanh năm cho em. Đó, cứ mua 55.000 dùng một năm, rất tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000 nhá, 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này, thì về nhà các bác hàn vào cho em nhá. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy. Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường, thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này, hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 thôi nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tưới cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu, một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Socani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào, cắm điện 220, dây to dây dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bật tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày. Dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 316, dung tích của nó khoảng 1.2 lít. Rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này. Đầu mềm trong dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy, thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên. Các bác mút nước được luôn. Đậy vào này. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1.2 lít, 1.2 1.3 lít, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này. Một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này. Hàng của Chigo nhá. Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy. 270.000 cho con nồi cơm mini như này. Nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này. Đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy. 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy, là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất là ngon lành luôn.
270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây, nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích, tiện. Mở nắp này. Có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn, nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là thấy đã không? Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá, 500.000. Bên em đã bao ship tới tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. À, nồi cơm thương hiệu Sáp, điện 220V, 900W. 900W nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá, lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sới cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Môi nhựa thì sẽ là 50k nhá. Môi nhựa này là 50k này. Đấy, môi nhựa 50k thôi, con môi nhựa như này. Còn môi inox này thì sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Môi sới cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000. Nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm à. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác theo. Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này. Đó. Đánh rất mạnh luôn nhá, xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên theo là máy đánh trứng nhá, giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to, khỏe, tiện ích, dùng để đánh trứng, đánh cà phê, các bác nào hay uống cà phê, ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ớt, 70.000. Giá thanh lý cho các bác, chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ớt này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi, cho ớt vào đây, sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi, ba lưỡi kép như này, cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy, đây là yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ớt 70.000. Có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ cái này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải, nó không quá dày. Nhưng các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá. Giá của nó sẽ là 10k. À 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá, đèn ba cánh 180.000. Có ốc vít viếc đàng hoàng, dây khá là dài luôn, đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây.
có công tắc bật lên này các bạn này, có cảm biến này, có cảm biến nhá các bác nhá, và có các chế độ các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn, có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá, có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá. 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây. Đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy, các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn. Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy ăn cho em một hộp này 220.000. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó này, rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 2m8 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi, vặn lên, vặn xuống được để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá. Con Eto như này. Một con Eto hàng của thương hiệu Asaki của Nhật này. Eto Asaki của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asaki này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asaki. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cho cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy. Đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy. Kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhé. Giá sẽ là 100k cho cái bộ này. Đấy, có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhé. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này, 70.000. Bộ cờ gỗ, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 cm. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. 110.000, 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá. 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn. Tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật. Và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110k. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá.
bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đây rất sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, đít có thoát nước nhá. Đó, đít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó. Tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, Một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó. Kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc này. Đó. Một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nhá, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này. Đây, dọc dây bóng cho bác xem này. Dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, có theo. Đấy. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này, Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Các bác lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này.
Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này, đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đây nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này, đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 con dao, cái kéo là 4, cái liếc là 5 và cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau, nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu chăn ga 5 món nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món. Màu này nó sẽ là màu Chanel. Còn màu nào không? Màu Chanel rất là đẹp nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món lên cho em là màu Chanel nhá. Lấy cái biển kia kìa. Số nó to. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 m, 1m8, 2 m gì đấy các bác nhá. Cũng khá là to luôn. Con này thì em cũng không có đo chính xác. Nó tầm khoảng 1m8, 2 m nhá. Đúng không? 1m7, 2 m các bác nhá. 1m7, 2 m chăn khá là to luôn. Đấy, và chăn này thì nó sẽ là chăn thu đông. Nó sẽ có trần một cái lớp bông bên trong, nên các bác đắp mùa thu cũng được, đắp mùa đông cũng được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là ba cái vỏ gối, bao gồm là 2 vỏ gối thường và 1 vỏ gối ôm. Đấy. Đây, vỏ gối khá là to luôn. 70 nhá. Vỏ gối là 70 70 40, một vỏ gối ôm và một cái ga như này. Tổng của các bác khi các bác nhận được hàng nó sẽ là 5 món nhá. 5 món. Giá sẽ là 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là chăn ga 5 món 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Sẽ là 75.000 cho một em máy trà bếp như này. 75.000 một em. Con này thì các bác dùng để mình vệ sinh bếp này, rồi giặt thảm giặt chiếc, rồi nói chung là đánh cọ vệ sinh đều được hết nhá. Nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu bông, đầu vệ sinh, rồi cáp sạc, các thứ đầy đủ này các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp pin, pin có sẵn rồi. Các bác cứ mài như này cho em.
đó, đánh nồi niêu xoong chảo bàn bếp ga bếp điếc, còn nói chung là đa di năng luôn. Có cho các bác là giá đỡ này, bông biếc, miếng dán miếng diếc, bông biếc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 75.000 cho một con máy như này thôi. Lên theo là máy trà bếp 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo là em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5. Con này thì nó sẽ là cân nhà bếp và cân được 5 kg, nên bên em gọi nó là cân 5 nhá. Cân 5 như này. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá thì sẽ là 50.000. 50.000 cái cân 5 như này, nó sẽ là cân điện tử nhá, cân điện tử. Để các bác dùng thì mình cân. Về nhà các bác lắp pin cũng có sẵn pin rồi, cân được 5 cân. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. 120.000. Con này thì nhỏ gọn tiện ích nhá. Lên cho em là robot hút bụi này. Đây nó sẽ có cho các bác một cái cáp sạc đi kèm. Và đây các bác xem này. Đấy, đây thì nó rất là sạch sẽ như này nhá. Sạch sẽ như này, và khi mà em hút test thử sản phẩm cho các bác xem. Đây. Các bác chỉ cần bật lên này là nó chạy này. Đấy. Để đây này. Đấy, nó chạy các bác này. Nó sẽ hút bụi cho các bác luôn. Đó. Thì nếu mà nó gặp mà chỗ nào mà nó chạm đầu này thì nó sẽ tự quay đầu trở lại thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Đấy. Em mới hút có một tí thôi mà các bác xem cái lượng bụi ở bên trong nó khá là nhiều luôn. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn nó bay vào này. Đấy, những cái bụi mịn này mới là quan trọng này. Bụi mịn này mới là khó xử lý này các bác này. Đó, chứ còn những cái bụi bình thường thì mình quét đi được, những cái bụi mịn này phải hút thì nó mới hết được. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con robot hút bụi này. Có đầu cáp sạc vào nhà các bác sạc vào cho em nhá. 120k. Lên cho em là robot hút bụi. Giá rất hạt rẻ. Chỉ có 120k thôi. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nối cút nối điện nhá. Đấy, 10.000 một cái và 75.000 cho một chục. Đấy, lên cho em là cút nối điện. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng cút nối siêu tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cho cái dây điện vào đây, cho dây điện vào đây, luồn dây điện vào đây. Đấy, mà cái này lên, luồn dây điện vào, sau đó các bác ấn nó xuống này. Đấy, rất chặt luôn nhá. Lên cho em là cút nối điện 10.000 một chiếc, 75.000 một chục nhá. 75.000 một chục cho cút nối điện như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tô mì nhá. Đấy, tô mì. Đấy, bát pha mì này. Đấy, tô pha mì. Đây các bác đậy nắp vào cho em. Con này dùng để pha mì rất là tiện, dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít gì đó. Các bác dùng để pha mì rất là tiện luôn, 50k. 50k cho cái tô pha mì như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Cúc Cu nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V, công suất là 1500W và 2,5 lít, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox, đun nấu cực kỳ là ngon luôn. 130 cành. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá. 8.000 một cái và 3 cái là 20.000. Con này thì hàng siêu bám luôn, siêu bám dính luôn nhá, siêu bám dính luôn. Đấy, trọng lượng của nó lên tới 15kg này, 15kg. Tha hồ thoải mái, các bác cứ dán lên tường mình treo thoải mái luôn, 15kg. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 này. 120.000 cho con cân 10 như này. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Cũng lắp pin nhá. Con này thì rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, lắp pin các bác nhá, lắp pin. Và con này nó cũng có tính năng trừ bì luôn. Có tính năng trừ bì, các bác có thể đặt đĩa lên nó trừ bì cho các bác luôn. Đấy, có tính năng trừ bì luôn. Con này sẽ là 120.000. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, con vừa nãy là cân 5, con này cân 10, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái vòng đây. Cái vòng vòng này là vòng vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con vòng trầm gỗ như này, giúp cho bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng đeo cổ hoặc là đeo tay đều được nhá. Vòng trầm gỗ một vòng như này là 40.000. Tiếp theo thì vòng trầm gỗ này là 50.000 các bác nhá. 50.000 cái vòng trầm gỗ như này. Còn cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp thì con này nó sẽ là bằng nam châm từ trường và titanium nhá, titanium. Đó, và con này thì sẽ là 40.000. Đây, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, nó sẽ có các nam châm từ trường như này. Con này thì sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Vòng vàng điều hòa huyết áp, con này sẽ là 40.000, vòng trầm gỗ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một cái đèn đựng trong hộp như này. Có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, cáp sạc đây. Và con này thì vừa đèn sáng vừa bật lửa, quay đeo quay sách đàng hoàng. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó, đây, đèn sáng các bác nhá. Đó, đèn rất là sáng luôn này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, sáng vàng này, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Và có cả bật lửa luôn các bác, mở cái này ra này. Giữ lì cái phần hình thuốc lá này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
90.000 cho con một con đèn hộp nhôm như này. Lên trên là một đèn hộp nhôm nhá, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví. Đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng này. Con này là bên em lên nó là ví hồng 50.000 cho cái ví hồng như này. Đấy. 50k cho mấy em ví hồng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu mài móng tay này, rồi là các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy. Ba cái bấm móng nhá, 1 2 3, kéo cắt, kéo tỉa đàng hoàng. Bộ này sẽ là bộ ví hồng này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu ví ví xanh này. Đấy, ví xanh là 100.000. Con này thì hàng đa di năng hơn. Đấy, nhiều hơn, chi tiết hơn, to hơn. Đấy, đây. Con này các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh, đây. Đấy, nó sẽ có tới cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng này, kéo cắt này, rồi mài gót chân trước đàng hoàng. Con này thì rất nhiều chi tiết đi kèm. Con ví xanh này sẽ là 100.000, 100.000 cho con ví xanh như này. Đây, các chi tiết đi kèm khá nhiều luôn. Ví xanh 100. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái này nó sẽ là 60.000. 60.000. Cái này thì nó sẽ là một cái bộ bộ móng 5 chi tiết như này, 1 2 3 4 5. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết nhá. Ở đây thì các bác lắc ra như này để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có cái mài này, một cái lấy giấy tai này và ba cái bấm móng. 60.000 nhá. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết, 1 2 3 4 5, 5 chi tiết nhá. Đấy, giá sẽ là 60.000 cái bộ móng 5 chi tiết như này. Cái này thì nó sẽ có cái công dụng riêng của nó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì siêu khỏe luôn. 260.000 bao ship đến tận nhà. Con này thì chạy bằng điện, siêu khỏe luôn nhá. Khỏe lắm. Con này thì các bác dùng để mình hút thổi bụi, sân sướng các thứ. Rất là ok luôn, cả hút cả thổi luôn. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bắt muỗi đen nhá. Con này thì dùng để bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 vào đây. Đấy, và nó có cái ánh đèn hồng ngoại, bật công tắc lên con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại, nó bay vào nó sẽ chết. 120.000 đèn bắt muỗi đen nhá. Đây, đấy, nó bay vào nó chết luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Con này thì khá là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Khá là nhiều chức năng luôn, xem giờ rồi các bác có thể là đo nhịp tim, đo huyết áp, khá nhiều chức năng luôn. Đấy, đồng hồ T8 có đốc sạc đi kèm. Chất của nó là thân của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đây là cái phần đuôi sạc đây. Về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Đó. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về, để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Các chức năng của một con đồng hồ như này. Đây, đầy đủ các cái chức năng của nó này. Về nhà các bác có thể kết nối đo nhịp tim, đo huyết áp, các kiểu con là điều luôn. Đây, nó sẽ hiện lên như này nhá. Giá sẽ là 170.000, đồng hồ T8 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đây, đây nó sẽ là một con đèn thần tài như này. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lật ngược lên cho em, đậy nắp vào này. Đấy, có công tắc, bật công tắc lên đó nhá. Vỗ nhẹ nó sẽ lên, vỗ nhẹ nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi này. Đó. Một là vỗ, hai là thổi, tùy theo nhá. Có thể vỗ hoặc thổi, các bác lưu ý cho em. Hoặc chạm này nó sẽ lên này. Đấy, rất đơn giản thôi. Hoặc các bác có thể thổi cũng được. Đó. Và tắt cái công tắc này đi nhá. Đấy. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn thần tài như này. 60k cho một em đèn thần tài nhá, 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. 35.000 một lọ và 3 lọ sẽ là 100.000 xịt xoang mũi. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi rồi các bệnh về mũi, xịt con này cho em rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy. Con này. Đó, nó sẽ là dạng xương mảnh như này, giúp cho các bác xịt. Các bác xịt trực tiếp vào xoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Lên cho em là xịt xoang mũi, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Đấy, xịt xoang mũi. À 35.000, 3 lọ 100. Tiếp theo em lên cho bác sản phẩm đó là cái máy hút bụi đây. Đấy, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn. Bác theo, rất khỏe luôn nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn. Hàng của Tamasio. Đấy, Tamasio made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, có đầu hút, đầu thổi, đầu bông, đầu viếc, cáp sạc đầy đủ luôn. 170.000 cho con hút thổi bụi chạy bằng pin như này, hút thổi bụi pin 170.000. Ngoài ra thì các bác lên cho em là hút thổi bụi đại nhá. Con này là 450.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Con này nó chạy bằng điện và rất là khỏe nhá. Đấy. Đấy, các cái chi tiết đi kèm của nó này, các bác có thể lắp đặt vào như này. Con này là hàng đại nhá, 450.000.
chạy bằng điện siêu khỏe luôn. Đấy, 450.000 cho cái combo như này. Đây, cái đầu hút to của nó này. Đấy, thân máy cái thứ này. Con này là cắm pin nhá. À, cắm điện nhá, cắm điện. Siêu khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm. Con này thì lực hút của nó thì khủng khiếp rồi. Đấy, tôi lên tới 1.000W nhá, 1.000W. Đấy, rất nặng luôn. Đó. Dùng thì các bác có thể nối dài và để mình hút bụi biếc. Nói chung là con này thì hàng chấm hết rồi. Con này thì các bác yên tâm sử dụng thôi. 450.000, có thể để trên xe ô tô này, hoặc các bác có thể dùng trực tiếp này. Đấy, 450.000 cho con hút thổi bụi như này. Đây. Đấy, rất tiện luôn nhá, kết nối vào. Đấy. Cả hút cả thổi luôn. Con này các bác có thể dùng để mình bơm phao này. Đấy, bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây nó bơm phao này các bác này. Đấy, rất đa di năng luôn. Hút thổi bụi nhá. 450.000 chạy bằng pin. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kẹo chuột nhá. 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đây, 80g. Cái này siêu nhạy luôn. Rất thu hút chuột nhá. Màu hồng này thu hút chuột luôn, kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái gói kẹo chuột này thôi. 30.000 nhá. Tiếp theo thì cái đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ làm cái đế như này. Đấy, đế bằng ga, cắm điện trực tiếp điện 220 và có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đó. 130.000 cái đế nóng này, rất là tiện luôn. Pha trà và chiếc các thứ rất là tiện nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vít xanh nhá. 40.000 cái bộ vít xanh như này. Đấy, đây nó sẽ là đầu nối dài này và 30 đầu vít đi kèm như này. Đấy, rất tiện, các bác có thể dùng để mình sửa chữa đồ và lặt vặt linh tinh. 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái Phương ơi. Nó sẽ là một cái đây, một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là hai món như này. 100.000. Phương ơi. Cái này tên nó là cái gì đi? Ca lọc dầu à? Đây nó sẽ là cái ca lọc dầu như này nhá. Các bác có thể lắp cái này vào cho em này, 100.000. Ngoài lọc dầu thì các bác có thể dùng để mình chiên khoai tây rồi ca chiên dầu nhá. Lên cho em là hả? Cái gì tắt hai quả bóng đi, cái tên nó là gì? Ca chiên dầu các bác nhá. Đấy, các bác có thể đun bếp ga bếp từ thoải mái luôn, đặt lên. Đấy, mình có thể chiên rán xào nấu đều được hết. Sau đó thì ví dụ khoai tây cái thứ hoặc là các cái đồ chiên mình bỏ vào đây chiên xong thì mình bê ra rất là tiện nhá. Lên cho em là ca chiên dầu, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ ca chiên dầu này thôi, 100 cành nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm, đó là một cái thùng gạo nhá. 180.000 trong cái thùng đựng gạo như này. 180k trong cái thùng đựng gạo. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật đây. Đấy, Hikori. Con này thì đựng được một yến gạo này. Các bác cứ đổ gạo vào đây cho em xong, đổ gạo đậy nắp vào. Đấy, đựng được một yến gạo. Đây, có cả cái ca này luôn, cái ca này các bác vừa để vo gạo được luôn nhá. Ca này dùng để vo gạo được luôn. Đựng được một yến gạo. Các bác cho vào nhấn đây cho em. Nhấn đây là nó sẽ gạo nó sẽ rơi xuống này. Đây, nhấn vào đây là gạo nó rơi xuống rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác cứ đổ tràn lên đây thì cái đáy nó sẽ ăn trước, để gạo cũ ăn trước, các bác dùng nó rất là tiện. 180.000 cho cái thùng gạo như này. Lên cho em là thùng gạo 180.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, Phương ơi. Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi rồi, nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu?
50.000 lấy cái thì 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, còn con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bạn này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bạn này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt súng. Cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc nó thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 25 20 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20 25 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng để mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền vào đây, nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn. Ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá. 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó. Chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây. Có kèm pin cho các bác luôn, một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây. Tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó.
tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá, thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bạn này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá, 90k cho cái chuột không dây như này nhá, 90.000 cho cái chuột không dây như này đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây, cái bộ rổ nhá. Đây đấy, bộ rổ vuông như này nhá, một cái bộ rổ vuông như này, giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy, nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây đấy, các bác theo, rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là ba rổ ba chậu nhá, ba rổ ba chậu 90.000. đấy, ba rổ ba chậu như này, cứ từng cặp một, ba rổ ba chậu đây. Đấy, lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây đấy, ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy, tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy, các bác theo đây, tẩy sạch luôn các bác theo đó, tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này rất là tiện ích cho em luôn đó. Đây nó sẽ tẩy ra như này, rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là hai cái lau bếp này 25 à, lau bếp này 25 à, 25k nhé. Lên cho là giấy lau bếp 25.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Này. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhá. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên nha là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá, một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây, 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt, cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi, thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy. Các bác lắp vào này. Đấy. Đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi.
Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này. Đây, con ổ điện 3 tầng như này có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB có công tắc đóng ngắt này, có cầu giao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe này. 130k, có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng để mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190kg, 188kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các nhá, cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này. 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này, 25k. Đó, chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi bị gió gọi là gió quạt mình đun hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị han gì các thứ là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này. Cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này. Cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy. Đây. Các bác có thể đeo vào tay như này, đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này. Đeo tay này mình kỳ cọ cho em. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này. Đấy, một con máy chạy bằng pin này. Đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy. Các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê. Buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh. Rất là ngon luôn nhá. Máy đánh trứng đánh cà phê. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng đánh cà phê rất là ngon luôn nhá. 80k cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ. Đây. Đấy, đeo vào này cho em này. Đấy, kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này, bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng. Giá sẽ là 30.000. Rồi ok.